các bạn đang nghe tác phẩm Việt sử toàn thư tác giả Phạm Văn Sơn thực hiện ban biên tập trong web Việt sử.org năm 2021 phần 3 chương 16 các vụ phiến loạn dưới đời chúa trịnh 1 từ vụ loạn Nguyễn Tuyển Nguyễn Cừ đến Hữu Cầu từ 1527 đến 1638, ta không thấy sử chép có vụ phiến loạn nào đã xảy ra từ mạc khởi nghiệp đến đời vua Lê Thần Tông nhưng đến đời chúa Uy Nam Vương Trịnh Giang thì nhiều việc giặc giã liên tiếp bùng nổ ở nhiều nơi trong nước. Lý do là Trịnh Giang thất tránh, đã giết vua lại còn tàn sát các đại thần như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn và ăn chơi xa xỉ, dâm đáng khiến công quỹ thiếu hụt, sưu thuế nặng nề. Ở các chân bấy giờ có Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi lên tại làng Ninh Xá, huyện Đường An, tức Hải Dương. Hoàng Công Chất võ đình dung ở đất Sơn Nam, ở Sơn Tây có Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Diên, Tế Bồng. Tại vùng duyên hải Bắc Việt có Nguyễn Hữu Cầu và ở Thanh Nghệ có sự hoạt động của Lê Duy Mật ở Thăng Long chạy vào. Đây là những tổ chức phiến loạn lớn còn các đám cướp hay giặc cỏ thì nhiều không kể xiết. Các tổ chức phiến loạn lớn đều tuyên bố phù Lê diệt Trịnh toán đông có tới hàng vạn người theo, toán nhỏ cũng có tới hàng ngàn đi cướp phá thành thị, thôn quê, quan quân địa phương dẹp không nổi. Chú thích, có điều đáng chú ý là dân nổi loạn đời lên mạc, đi đánh phá các nơi chỉ có ít giáo mác cậy gọc và vác cả cầy bừa đi chiến đấu. Giáo sư G. Chesnors ví các vụ loạn này giống phong trào Vendier đã ghi trong lịch sử nước Pháp năm 1793. Hết chú thích. Tình thế trong nước giới gian như vậy mà Trịnh Giang vẫn cứ dâm dật vô độ, đào hầm làm nhà ở dưới đất để tránh sấm xét. Chính sự giao cho các hoạn quan là bọn hoàng công thụ, tha hồ làm các điều sằng bậy, nhân dân ta thán khôn xiết. Thấy thế nguy một số đại thần của Phủ Liêu là Nguyễn Quý Cảnh, Nguyễn Công Thái, Võ Công Tế họp nhau gây cuộc đảo chính, chuất được Trịnh Giang rồi tôn em chúa là Trịnh Doanh lên thay. Sau khi nội tình Phủ Liêu đã ổn định, một số tướng lãnh có tài trị loạn được cử đi đánh dẹp. Đó là các ông Hoàng Nghĩa Bá, Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Phan, Bùi Thế Đạt, Chúa Trịnh Doanh và Trịnh Sâm thân làm tổng chỉ huy toàn quân Bình Định đời bấy giờ. Thế quân phiến loạn đang lên rất mạnh. Vụ khởi loạn xảy ra vào năm kỷ mùi 1739 tại Hải Dương, sau lan tràn ra vùng Tử Sơn, Nam Sách và Hồng Châu và hoặc ba tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, đóng hoặc lãnh tụ là Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển, Vũ Trác Oanh và Nguyễn Diên. Cừ chiếm đất Đỗ Lâm thuộc Gia Phúc, Tuyển giữ Phao Sơn thuộc Chí Linh, tức Hải Dương, cũng xây thành đắp lũy và liên lạc với nhau chống quân triều. Binh lính của họ có tới mấy vạn người, quan quân đánh không nổi, nhiều người bị bắt, bị giết. Năm canh thân 1730, bọn Vũ Đình Dung đoàn danh chấn tú cao ở làng nhân già thuộc trấn sơn nam cũng cũng vừa theo phong trào hợp dân chúng giết được quan đốc lĩnh là hoàng kim qua thế lực rất mạnh năm tân sửu một nghìn bảy trăm bốn mươi một lực lượng của bọn nguyễn tuyển nguyễn cừ yếu dần quan thống lĩnh hải dương là hoàng nghĩa bá phá được đồn phao sơn tuyển bỏ chạy rồi chết vũ trác oánh biệt tích còn cừ chạy ngược lên lạng sơn được ít tháng lại quay xuống đông triều nhưng cạn lương thực phải rút vào ngọa Vân Sơn rồi bị quan hiệp đồng Phạm Đình Trọng bắt được đóng cúi đem về kinh trị tội. Nhưng kiệt hiệt nhất trong đám lĩnh lãnh tụ loạn quân đời bây giờ có Nguyễn Hữu Cầu, cũng là người tỉnh Hải Dương, trước có theo Nguyễn Cừ làm tỷ tướng được mệnh danh là quận He. Cầu có sức khỏe hơn người lắm mưu cơ, đảm lược, xuất quỷ nhập thần. Nhiều khi bị bao vây nhiều vòng, chỉ một mình một ngựa cầu phá nổi trùng vi, binh đội tan rã chỉ mấy hôm sau cầu lại kêu gọi được hàng vạn người theo rất dễ dàng. Nguyên do cầu không làm loạn vì mình nên cướp được thóc gạo của cải, bao nhiêu đem chia hết cho dân nghèo. Nhờ vậy quân của cầu đi đến đâu cũng được dân ủng hộ, quân lương muốn lấy bao nhiêu cũng có. Nói cho phải cầu cũng thuộc loại thảo giã anh hùng có hoài bão phù, phù nguy cứu khổ như ai. Đối thủ của hữu cầu là đám vua chúa mục nát, tham quan nhũng lại các gian thương các nhà chọc phú các cường hào ác bá khi chủ tướng Nguyễn Cừ bị bắt cầu mang dư đảng về Vân Đồn giữ núi Đồ Sơn một thời vô cùng oanh liệt nổi tiếng là hùng thiêng vùng duyên hải năm quý hợi 1743 cầu giết được thủy đạo đốc binh là Trịnh Bảng tự xưng là Đông đạo thống quốc bảo dân đại tướng quân với hai chữ bảo dân hữu cầu đã nêu các chính nghĩa của cuộc chiến đấu và thủy đoạn thủ đoạn quỷ quyệt khôn lường của hữu cầu đã từng làm binh tướng của triều đình nhiều phen thất điên bắt đảo riêng có phạm đình trọng mới đủ tài đối chọi với cầu được cử đi đánh hữu cầu trước tiên bấy giờ là hoàng ngũ phúc một đại tướng của chúa trịnh quân triều vây quân phiến loạn ở núi đồ sơn hữu cầu phá được chạy về kinh bắc tức bắc ninh tại đây quan trấn thủ trần đình cầm và quan đốc đồn võ phương đề chống không nổi bỏ cả ân tín thoát thân kinh bắc mất thị cầu cũng bị hạ tiên này chấn động đến thăng long hoàng ngũ phúc và trương khuông quay binh trở lại thâu được kinh bắc nhưng thế quân của hữu cầu đang mạnh trương khuông chống không nổi ở làng ngọc lâm thuộc huyện yên dũng tỉnh bắc giang thống lĩnh đinh văn giai cũng bại ở sương giang cũng thuộc tỉnh bắc giang nhờ vậy loạn quân lại trở về phong tỏa thị cầu chiến trường lần này là sương giang chúa trịnh doanh cử phạm đình trọng đến hợp sức với hoàng ngũ phúc Hữu Cầu thua trận mất một tùy tướng là Thông và nhiều quân nhu chiến mã. Đến năm Bính Dần 1749, ngôi sao của Hữu Cầu bắt đầu lu mờ nên cầu cho người ngầm mang vàng về và đút lót cho đỡ thế giai và quan nội giám là Nguyễn Phương Đính để hàng. Chúa Trịnh Doanh bằng lòng phong cho cầu làm hướng nghĩa hầu. Cử quan thiêm chi là Nguyễn Phi Sảng đem dụ ra cho Phạm Đình Trọng bảo bãi binh. Trọng với cầu có cái thù không đội trời chung vì cầu đã đào mả mẹ Trọng đổ xuống sông nên Trọng cương quyết theo đuổi cầu đến cùng. Chị Trọng trả lời Nguyễn Phi Sảng, kẻ làm tướng ở ngoài biên mới hiểu sự thế của biên cương, mệnh vua có khi không thể theo được. Ông được lệnh vua thì cứ đi gọi giặc về hàng, còn tôi có phận sự đánh giặc, tôi cứ đánh. Nói rồi Trọng cất quân đi ngay, hăng hái hơn bao giờ hết. Bọn Đỗ Thế Giai thấy Trọng không tuân lệnh chúa giận lắm, nhân có việc Trọng cho người tuyển mộ tân binh ở các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hóa, Vĩnh Lại và Thượng Hồng, đặt làm bốn cơ, giao cho hai thủ họa hạ cai quản liền dèm pha với chúa. Chúa không nghe vì tin sự trung thành của Trọng nên gửi Trọng một bài thơ để Trọng yên lòng. thấy kế hoạch của mình không thành hữu cầu đành tiếp tục chiến đấu từ miền đông qua miền nam một hôm hữu cầu bị đuổi đến cẩm giá cẩm giang tức hải dương đem quân lén về đánh úp thăng long nhân lúc bất ngờ quân cầu tới bến bồ đề thì trời hửng sáng trịnh doanh đem quân ra bến nam tân chống chống thì quân của phạm đình trọng cũng về kịp quân cầu bị hai phía đánh dồn lại thua chạy từ khi thất trận ở Bồ Đề, quân lực của Hữu Cầu suy giảm nhiều, cầu phải kết hợp với đảng Hoàng Công Chất đi cướp phá vùng Thần Khê, Thanh Quan. Phạm Đình Trọng và Hoàng Ngũ Phúc đuổi theo chất chạy vào Thanh Hóa, cầu vào Nghệ An, tại đây cầu lại nhập với một lãnh tụ khác là Diên ở Hương Lãm, thuộc huyện Nam Đường, nay là Nam Đàn. Vẫn bị quan quân theo giáo giết, đến Hoàng Mai thì cầu hết thời, Hoàng Mai thuộc Thanh Hóa, bị bắt đóng giải về nộp cho chúa Trịnh vào năm Cảnh Hưng thứ 12 vụ loạn Nguyễn Danh Phương. Phương cũng xuất đầu lộ diện cùng thời hữu cầu, nghĩa là vào năm 1740, bắt đầu vào làn đàn em của hai loạn tướng đời bây giờ là Tế và Bổng ở Sơn Tây. Tế và Bổng không may bị võ tá lý, lĩnh chức trinh Tây Đại tướng Quân bắt được ở huyện An Lạc thuộc Phủ Vĩnh Tường, tức Vĩnh Yên. Địa phương này vừa có rừng núi vừa có đồng bằng đủ thế tiến thoái và rất lợi về chiến lược. Danh Phương đóng đại tại Đại Bản Doanh ở trên núi Ngọc Bội, sắp huyện Bình Sương và Tam Dương lập thêm hai đồn một ở hương cang gọi là trung đồn một ở cái ức ký gọi tự xưng là thuận thiên khải vận đại nhân danh phương dựng cung điện đặt quan chức đánh thuế má lên tới tỉnh Tiên quang thanh thế một thời vang dậy khắp vùng trung du đất bắc luôn 10 năm dòng phương còn có một tục danh nữa là quận hẻo trước cái tầm quan trọng của vụ loạn này chúa trịnh doanh phải thân mang đại quân đi đánh Năm canh ngọ 1750, quân của Chúa tiến theo đường Thái Nguyên phá được ngoại đồn của Phương, tức ức ký, rồi tấn công vào trung đồn, tức hương canh. Loạn quân bắn như mưa để cản trở quân triều. Chúa trịnh giận lắm, rút gươm cho cho Nguyễn Phan là một tướng chỉ huy bên cạnh. Phải phá cho được đồn này nếu không sẽ chiếu theo quân lật trị tội. Nguyễn Phan cởi chiến bào xuống ngựa đi bộ, lấy lời khẳng khái, khích động binh sĩ và xông vào trận. Binh sĩ cảm động ùa theo lên hết rất là hăng hái. Trận đánh trở lên vô cùng mãnh liệt, chẳng mấy chút đồn hương canh bị hạ. Danh Phương lui và hậu tuyến giữ Ngọc Bội, Trịnh Doanh và Nguyễn Phan bỏ quân tiến theo. Thế quân chiều mạnh như nước lũ, quân của Danh Phương chống không nổi, bỏ chạy. Danh Phương chạy đến núi Độc Tôn, làng Tĩnh Luyện, huyện Lập Thạch, thuộc Vĩnh Yên, thì bị bắt. Trịnh Doanh đem quân trở về Thăng Long tới nửa chừng tới nửa đường, tức làng Xuân Hy, huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên gặp quân của Phạm Đình Trọng giải hữu cầu tới. Chúa mở tiệc khao quân ở đây, trước khi bị đưa về kinh để chịu tử hình, Phương phải dâng rượu, cầu phải thổi kèn cho yến, tiệc của, cho yến tiệc của binh tướng triều đình thêm phần vui vẻ. Thật là hùm thiêng khi đã xa cơ cũng hèn. Vụ loạn Hoàng Công Chất Họ Hoàng nổi lên cùng một thời với các lãnh tụ phiến loạn là Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ và chiến đấu được lâu dài hơn các bạn đồng hội đồng thuyền. Hoàng khởi sự từ thời Chúa Trịnh Giang đóng vai Chúa tại miền Bắc, tức là từ năm 1740 đến năm Kỳ Sửu, 1768 mới hết. Trường hoạt động buổi đầu của họ Hoàng là đất Sơn Nam, tung hoành từ Phủ Khoái Châu sang đến Sơn Trường, thuộc Hưng Yên và Nam Định. Năm Ất Sửu 1745, quân đội của Hoàng cũng rất mạnh, phá được lực lượng của Trấn Thủ Sơn Nam là Hoàng Công Kỳ, giết được viên tướng này. Binh sĩ của Chúa Trịnh cũng phải huy động rất nhiều và do các tướng lĩnh có nhiều thành tích điều khiển đánh dẹp rất nhọc nhằn mà mãi cũng không diệt được hẳn. Trấn lưu động qua nhiều nơi hợp với một lãnh tụ khác là Thành, khi thì cướp phá Thanh Hóa, khi thì ra Hưng Hóa. Năm Tân tỵ 1760, Thành bị bắt chất yếu thế chạy lên đóng tại động mạnh thiên tức bắc hưng hóa. mượn thế rừng núi chấn giữ gần đó có lẽ là đồ đồn vàng yên lập cẩm khê thuộc tỉnh phú thọ ngày nay. vị trí chiến lược vùng này rất thuận lợi vì hưng hóa nằm bên cạnh sông thao gần hai đường thủy bộ. khi mạnh thì tiến xuống được việt trì sát vùng thượng du hoặc xuống hòa bình và thanh hóa. khi yếu thì chạy ngược lên yên bái hay qua tiên quang là vùng núi xứ bắc có hồi quân của Hoàng cũng đông tới hàng vạn người. Mãi tới năm kỷ sửu 1769, thống lĩnh đại đoàn Nguyễn Thục được lệnh chúa Trịnh Sâm mang đại quân từ Sơn Tây đánh vào đại bản doanh, tức mạnh thiên của Hoàng rất giáo diết, nhưng quân chiều vào tới nơi Hoàng đã bị bệnh mà chết. Con Hoàng là Hoàng công toản kháng cự không nổi chạy ngược lên Vân Nam biệt tích, từ bấy giờ còn dư đảng của Hoàng cũng tan ra hết hai loạn quý tộc nhà hậu Lê dự vào cuộc phiến động chung năm mậu ngọ 1738 có các hoàng thân Lê duy mật, Lê duy quý, Lê duy trúc, Lê duy quý và Lê duy mật là con vua Lê Dụ Tông, Lê duy trúc là con vua Lê Hy Tông ba người này âm mưu giết họ Trịnh nhưng chẳng may công việc không thành phải bỏ chạy vào Thanh Hóa sau duy quý và duy trúc phải bệnh chết sử ra Mây Bần nói khi cuộc đảo chính này bị bại lộ, Trúc và Quý bị họ Trịnh bắt được và giết chết, riêng Lê Duy Mật chạy thoát vào Thanh Hóa với một số đông đồng đảng. Duy Mật chạy vào Thanh Hóa tại đây đã có những trận đánh kịch liệt và những tháng đầu năm canh thân 1740. Lê Duy Mật có bắt được một tướng của Trịnh là Phạm Công Thế. Duy Mật hỏi, ông là người khoa giáp sao lại theo quân nghịch? Chỉ họ Trịnh, Công Thế cười đáp lâu nay danh phận không rõ thì làm sao phân được thuận nghịch nói xong công thế vươn cổ chịu chém xong câu trả lời của công thế là một trí thức thử thời thì đủ rõ bắc hà đã quá ngán cả vua lẫn chúa danh nghĩa của triều đình đã bị nhân dân coi rẻ từ người bình dân đến kẻ trí thức chỉ biết mạnh đâu âu đấy và mạnh ai người ấy làm lẽ thuận nghịch mờ tối như đêm ba mươi tháng chạp năm ấy quân đội của duy mật vùng vẫy từ đất thanh ra hưng hóa lại được sự cộng tác của một nhóm loạn quân do tên Tương chỉ huy giữ đồn Ngọc Lâu thuộc huyện Thạch Thành. Sau đồn này bị hạ, Tương tử trận. Duy Mật không cầm cự nổi ở Cùng Thanh phải rút vào Nghệ An, rồi sang Trấn Ninh, chiếm đóng núi Trình Quang, sửa hào đắp lý làm kế cố thủ. Cũng có nhiều khi quân của Lê Duy Mật kéo ra đánh phá ngoài Sơn Nam khiến Trịnh cũng không yên tâm. Chú thích, Sơn Nam chia ra hai khu Sơn Nam Hạ và Sơn Nam Thượng. Các tỉnh miền Nam Trung Châu Bắc Việt gồm Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình là Sơn Nam Hạ. Sơn Nam Thượng gồm các tỉnh miền Trung Du, Kinh Đô Thăng Long đóng ở giữa, hết chú thích. Năm 1753, Trịnh Doanh có cho người vào thuận hóa, yêu cầu Võ Vương cho quân Trịnh qua đường Cam Lộ vào đánh Lê Duy Mật. Võ Vương không chịu, có ý ngờ quân Trịnh lợi dụng để đánh quân mình chăng? Nhiều lần quân trịnh cũng bắt được quan tướng của Duy Mật nhưng vẫn không nắm được ông Hoàng thất thế này. Và tuy Duy Mật không mạnh lắm đối với thời cuộc nhưng vẫn như cái rằm trong xương tủy của họ trịnh. Về phần duy mật năm giáp tý 1764 cũng có cử người tới gặp Vũ Vương yêu cầu giúp đỡ. Vũ Vương cũng không hứng chịu vì thấy cần phải giữ thái độ trung lập cho khỏi gây hấn với chính quyền miền Bắc. Năm Đinh Hợi 1767, Trịnh Doanh qua đời, Thế tử Trịnh Sâm lên thay thế. Duy Mật thấy quân lực của mình đã khá. Nhân cơ hội Bắc Hà đổi chủ, liền Bắc Tiến đánh vào đất Hương Sơn và Thanh Trương. Thấy không lợi lại rút về Trấn Ninh. Trịnh Sâm cho người đem thư vào dụ nhưng không được nên mới quyết tâm đánh Duy Mật cho kỳ được. Năm kỷ sửu 1769, ba đại tướng của Trịnh là Bùi Thế Đạt làm thống lĩnh đất Nghệ An, Nguyễn Phan làm chính đốc lĩnh đất Thanh Hóa, Hoàng Đình Thể làm đốc binh đất hưng hóa được cất ba đạo quân vào đánh duy mật bùi thế đạt và nguyễn phan cho quân phong tỏa núi trình quang duy mật thấy thế cô không đủ sức cự địch liền cố thủ nhưng con đợt rể của duy mật làm phản mở cửa lũy quân trịnh vào duy mật biết không thoát chết liền cùng vợ con đứng lên một đống thuốc nổ tự đốt mà chết hết chương mười sáu phần ba tác phẩm việt sử toàn thư tác giả phạm văn sơn thực hiện ban biên tập trang web việt sử.org năm 2021.